con có những hành động, lời nói làm tổn thương đến người thân, con chưa xin lỗi mà người thân con đã mất, con kính mong sư chỉ bảo cho con làm gì để sám hối với người thân của con. thì quý um, vì làm suy nhớ đến trường hợp mà ông quan cận thần của vua a xà thế, một lần khi mà ông uh, thấy ngài ma cách chạy giá ná đó ngài đi ở trên núi ngài đi xuống ông buộc miệng đó, ông nói ông sư đi y như con khỉ thì đức phật mới nói là nếu như mà ông quan cận thần này, ông không sám hối đó là ông sẽ thành con khỉ mệnh chung ông sẽ thành con khỉ trong cái vườn quê lu À, nhưng mà ông quan cẩn thận thì biết thế tôn không có nói dối nhưng mà thay vì ổng đi ổng xin lỗi thì ổng đi ổng trồng cái cây mấy cái cây đồ ăn trong rừng đó để mốt ông làm khỉ ổng có trái cây ổng ăn rồi như là người trong trường hợp mà người nữ có một người đàn ông thấy cũng thấy ngẹm hai cách trả giá ná ngày đi tắm xong thấy ngày đẹp quá mới nghĩ chà ông này mà là con gái thì ngon á cái tướng này là con gái thì ngon thì thế là anh này anh nghiệp mang làm cái thân nữ à, rồi à, sau này đó ảnh có dịp ảnh sám hối lại với ngày mà cách giá ná thì ảnh mới làm lại người nam có nghĩa là sao cái chuyện mà mình làm bậy với đối tượng á ở ví dụ như mình nói những cái lời mà nó không có hay hoặc mình làm những cái gì nó không có đúng muốn mà nó chấm dứt nha chấm dứt cái cái ác nghiệp á thì mình phải gặp đương sự để mình sám hối mới chiều nay thôi nè à, có một chú chú nói kể với sư là cái hồi hồi chiến tranh đó, làm một số chuyện ác á, nhưng mà bây giờ làm sao để sám hối tại giờ biết cái gì biết thời chiến bây giờ ai còn ai mất là mình làm bậy cũng nhiều lắm thì không sám hối được không sám hối trực tiếp với người đó được tại có gặp được lại họ đâu mà sám hối Thành ra cái chuyện đó là cái chuyện đó rồi Bây giờ thì chỉ còn có một cách thôi Nếu như người đó họ chết rồi đó Mình làm phước nha Làm phước cúng dường Mà muốn cái phước đó lớn Thì phước đó liên quan đến tam bảo là lớn nhất Làm phước bố thí cúng dường Sau đó đó Hồi hướng đến cái đối tượng Mà mình đã phạm cái lỗi Ví dụ như ở đây là người thân của quý vị Hoặc bất kỳ người nào mà mình đã có cái lỗi lầm Mà mình chưa kịp sám hối và mong là những vị đó được hay được biết để thọ hưởng cái phần phước này và sau khi đã thọ hưởng rồi đó uh, các vị đó um, tha lỗi cho tôi hoan hỷ tha lỗi cho tôi thì nếu như nếu như mà những con những cái con người đó, đó họ biết được và họ tha lỗi cho mình ấy là xong Còn nếu không biết thì chịu thua ừ. thành ra là ráng làm thường xuyên bởi vì mình làm một lần không được thì mình làm mười lần làm mười lần không trúng thì làm trăm lần đấy trăm lần không trúng mình làm ngàn lần thì mình làm nhiều á thì nó cái cơ hội mà hồi hướng trúng được cái người mà mình à, có lỗi mà mình chưa sám hối để họ xin lỗi để họ tha lỗi đó nó sẽ nhiều hơn cái chuyện mình làm có một lần duy nhất à, rồi um... Tính nói cái gì nữa quên mất rồi uh... Nhưng mà trong trường hợp đấy, trong trường hợp mà mình à, không có hồi hướng được đến với họ, để họ không xin lỗi, không có tha lỗi cho mình á thì mình cũng có được cái phước để nó nâng đỡ mình khi mà mình phải chịu cái quả khổ nha. À, ví dụ như là cái mình phải sanh làm cái con chó chẳng hạn, nhưng mà giữa cái con chó của nhà giàu nó khác với con chó mà lang thang ở đầu ngõ nha. Cho nên là ngay cả trong trường hợp mà mình phải lãnh cái quả xấu á, thì nhờ cái phước mình đã tạo đó mình cũng được cái hoàn cảnh nó đỡ hơn. Ừ. Đâu hỏi, hỏi tệ nó hết rồi, giờ ta nói như sao đây. <laughs> thì cái sự hồi hướng gì trong mất kìa. À sám hối người đã mất á, là không thể nào rồi. Nhưng mà ở đây á nó thì quý vị á, À, này trong đây có nói là con có những hành động rất là ở đây á cái chuyện mà sám hối được hay không có chuyện để sao nhưng mà cái chuyện cần làm của cái người hỏi câu hỏi hôm nay á, là làm ơn mình tu sao để mình, mình giờ mình kiếm trộm pháp môn mình tu đi làm sao để mốt mình đừng có tổn thương những người chưa chết những người mình đang sống chung với mình nè làm ơn đừng có tổn thương họ nữa cái chuyện cần làm á còn chuyện ngồi hướng là tính sao tại vì À, chuyện mà mình sám hối người mất rồi không mất rồi thì cái đó giống như mình à, nhắm mắt mình xỏ cái kim <laughs> quý vị với cái chữ sám hối cái này tôi nói không có trong phật ngôn vậy trơn nha vì đừng tưởng làm này phà, tà, trong kinh tội tôi nha sám hối là làm tốt cái đã sai làm tốt lại cái đã sai có nghĩa lời xưa hồi trước tôi hay tầm tổn thương cái người thân bây giờ tôi sửa bằng cách là tôi sám hối bằng cách là tôi tôi sống tốt lại tôi không làm tổn thương những cái người đó nữa tôi không tổn thương những người tôi đã làm tổn thương và tôi sẽ không làm tổn thương những người chúng tôi chưa có làm tổn thương thì đây mới là cái mình cần làm thứ hai nữa đó lỡ thôi nghiệp đã tạo mình gắng mình làm tốt cái đã hiện tại còn với lại mình đừng bao giờ có cái tâm gọi là hối hận cái kiểu như là quá bức gức đi mình chưa có những người họ làm xong rồi họ hối hận á hối hận với cái tâm cái tâm hối hận thì tốt nhưng mà đừng bao giờ mang nặng cái tâm lý mà coi như là để mình để mình buồn gầu quá mức à. vậy, vậy đó cái trường hợp mà sẽ gặp hồi chiều nó còn khổ hơn nữa là tại vì người này cũng gần nó bị chảy mũi À, người này họ cũng gần chết rồi mà họ còn hối hận cái chuyện xưa là đã làm chưa có kịp sám uh, hối, đại vậy thì cũng không có tin tam bảo, không tin Phật pháp tăng gì hết, thành ra nó cũng kẹt lắm. À, thành ra là cẩn thận nha, khi mà mình ăn năng re đức ấy, mà mình chết là mình đi xuống. Ấy.